Kính chào các quý vị, anh chị và các bạn. Kính chào các quý khách hàng. Thì hiện tại Lam Đàn đang đứng ở phường Đông Hòa của thành phố Dĩ An, ngay trước mặt của HT Pân. Thì Lam đi thị trường cũng như là review dự án cho các quý khách hàng và các bạn môi giới. Hiện tại thì rất nhiều khách hàng đã là chủ nhân của căn hộ HT Pân rồi, với cái vị trí rất là đắc địa luôn. Ở đây thì nằm ngay sát của chợ Đông Hòa này, trường tiểu học Đông Hòa A, Đông Hòa B và trung tâm hành chính của Dĩ An. Cái chỗ mà nó đang có cái biển tầng 26 kia là căn hộ Diamond Connect này. Diamond Connect tức là cái thằng Phúc Đạt á, nó mới đổi tên thành Diamond Connect. Thì bên đó thì xây trước cũng lâu rồi nhưng mà có vẻ như là tốc độ thì cũng hơi chậm một tí. Nhưng mà bên này thì đây, công trường là xây dựng rầm rộ suốt ngày luôn, đến tận tối muộn khoảng 7-8 giờ tối. Khi mà chúng mình dẫn khách xuống đây thì vẫn thấy là công trường đang xây dựng, cho nên tốc độ xây dựng rất là nhanh luôn. Hiện tại thì đã lên đến tầng 16 rồi. Bên này thì bắt đầu lên đến tầng 17 rồi, dẫn đến tầng 15 rồi, tầng 16 ở phía trên rồi, và bắt đầu giàn giáo đã làm lên đến tầng 17 rồi. Và chỗ này là trung tâm thương mại 3 tầng cũng như khu vui chơi hồ bơi ở phía trên của tầng 3 thì đã được lên đến phần đã đang xây rồi đó. Và ở đây thì thiết kế cái căn hộ của bên mình rất là đặc biệt luôn, nó sẽ có cả những cái căn đúc lét này rồi penthouse này, thì chuẩn bị là mình xây đến tầng 17 là sẽ là tầng đúc lét này. Còn giống như ở đây là mình nhìn thấy kia, cái phần ở dưới là shop house, còn lại ở phía trên cũng là đúc lét này. Phía trên là đúc lét thì là nó sẽ chiều cao tầng nó sẽ cao hơn bình thường. Shop house thì là hai tầng, phía dưới và tầng 3 nó sẽ là đúc lét. Nhìn cái khối đế của mình nó rất là bề thế và rất là đẹp luôn. Với cái sự thành công vang dội của Đất Xanh miền Nam trong cái thời gian vừa qua, triển khai trước đây là Đất Xanh Đông Nam Bộ thì chủ trì, bây giờ Đất Xanh miền Nam là chủ trì triển khai dự án này. Thì trong vòng 40 ngày thì chúng tôi bán ra thì có khoảng là 300 căn hộ. Với cái chỉ thị trường hiện tại thì tốc độ bán như thế này rất là tốt luôn, và hứa hẹn là những cái đợt tới nữa còn tốt nữa, bởi vì ở đây pháp lý đầy đủ, vị trí ok, tiện lợi và giá rất là tốt luôn. Giá chỉ chừng 32-33 triệu trên một mét vuông thôi, cộng với phương thức thanh toán rất là đặc biệt luôn, chỉ 9% là ký hợp đồng mua bán, nên đã giúp cho rất là nhiều khách hàng sở hữu cũng như là khách hàng đầu tư được cái căn hộ ở dự án HT Pân. Thì đặc biệt đấy là về cái thị trường căn hộ thì Lan sẽ có những cái phân tích về tài chính này để mình sở hữu này, rồi mình sẽ có những phân tích về giá cho thuê, giá bán để giúp cho quý vị, anh chị và các bạn nếu mà ở thì đó là một cái phương án an cư lý tưởng, còn nếu mà đầu tư thì sẽ sinh lời tốt với căn hộ HT Pân. Hãy liên hệ với Lan Đoàn theo số điện thoại 0936 952636 hoặc 0946072678. Xin được hỗ trợ anh chị và các bạn 24/7. Xin cảm ơn.